Xin kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, ngay từ khi mới lọt lòng, cháu Nguyễn Tuấn Dũng đã không may mang trong mình một trái tim không lành lặn. Nhà nghèo không có khả năng chi trả những chi phí đắt đỏ để chữa bệnh, tưởng như cháu đã phải đầu hàng số phận. Nhưng với tất cả những nỗ lực của gia đình cùng một chút may mắn, các mổ tim của cháu đã được chương trình Trái tim cho em hỗ trợ và được phẫu thuật thành công tốt đẹp. Tuy vậy, vẫn còn đó những lo lắng về sức khỏe sau khi mổ và cả những khó khăn về chi phí trang trải cho những ngày nằm viện để chữa bệnh. Xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau. Trở về từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2012, và với trách nhiệm của mình thì tôi đã được đi nhiều nơi thăm và giúp đỡ rất nhiều những cảnh đời bất hạnh khó khăn trong xã hội. Và ngày hôm nay thì tôi lại có một trải nghiệm mới, đó là đến thăm và chứng kiến niềm vui của những em nhỏ bị mắc bệnh tim bẩm sinh đã được trợ giúp bằng những tấm lòng thiện nguyện của cộng đồng. Hiện tại thì Tú Anh đang có mặt tại khoa hồi sức tim mạch của Bệnh viện Nhi Trung ương, và đứng bên cạnh Tú Anh đây là mẹ của bé Nguyễn Tuấn Dũng và bé. Và khi mà được chứng kiến những cảnh như thế này thì Tú Anh mới cảm nhận được rõ rằng sự vất vả của gia đình như thế nào khi mà để cố gắng chữa trị cho bé Nguyễn Tuấn Dũng. Thưa chị, bây giờ thì sức khỏe của bé ở đang từ tình trạng như thế nào ạ? Sau khi cháu mổ xong thì được sự chăm sóc tận tình của các bác sĩ thì sức khỏe của cháu hiện tại cũng đã khá hơn rất nhiều. Lúc vừa phát hiện bệnh của cháu thì sự vợ chồng em hoàn toàn không có một cái gì cả. Cho nên là về nghĩ về hoàn cảnh, về bệnh tình của cháu như vậy thì em lại càng lo, càng nghĩ rất là nhiều. Vừa mừng nhưng lại vừa lo, đó là cảm nhận của tôi về chị Quỳnh, mẹ của cháu Nguyễn Tuấn Dũng lúc này. Dù cháu đã được phẫu thuật thành công, nhưng trong đôi mắt của người mẹ nghèo tội nghiệp này, tôi thấy vẫn còn đó những nỗi lo. Nỗi lo đầu tiên để tìm lại sự sống cho con thì đã vơi bớt dần, và tôi đã mang niềm vui đó để trò chuyện với bác sĩ, người đã mang đến ca phẫu thuật thành công này. Sau khi mà mổ phẫu thuật sửa chữa tất cả những cái tổn thương trong tim cho cháu xong thì hiện tại là về mặt cơ bản là cái quả tim của cháu nó có thể hoạt động được tương đối giống như là người bình thường. Phần lớn là những cái gia đình mà có các cháu mắc bệnh tim bẩm sinh đều xuất thân từ những gia đình nghèo và điều kiện hoàn cảnh khó khăn, cho nên là rất cần cái sự quan tâm giúp đỡ và hỗ trợ của các tấm lòng hảo tâm. Được trò chuyện cùng với anh Tuấn, bố bé Dũng, tôi mới thấy rằng tình cảm yêu thương cha mẹ dành cho con thật bao la. Nhà nghèo, cả gia đình chỉ trông vào những ngày đi làm thuê không ổn định của anh. Vậy mà anh chị vẫn quyết tâm khăn gói mang con lên Hà Nội chữa bệnh với những hy vọng vô cùng nhỏ nhoi. Và rồi như một câu chuyện cổ tích, phép màu đã xuất hiện với gia đình. Gia đình của tôi hoàn cảnh khó khăn lên này. Tôi ra ngoài cho cộng đồng của cuộc sống ấy, với đan viện này được chị chủ nhà ở đây và tất cả nhiều người đấy, giúp đỡ để cho tôi, vợ chồng tôi và con cái của tôi và cháu Dũng đấy, để mong làm sao được chữa được bệnh, khỏi bệnh đấy. Thì vợ chồng tôi bây giờ chả biết lấy cái gì nữa để nói luôn được, tôi rất cảm ơn tất cả mọi người và các chương trình của mình đã giúp đỡ gia đình nhà tôi và cho cháu được khỏe mạnh và quay trở lại với cuộc sống bình thường như tất cả bao nhiêu cháu khác. Hai vợ chồng chung nhau một suất cơm, thầy rất là hoàn cảnh. Tôi cũng nghĩ rằng cuộc sống của tập khó khăn như thế thì chỉ biết tạo điều kiện cho là cái ăn uống ở đây ông đỡ được phần nào đấy đi. Vậy là với rất nhiều nỗ lực của gia đình, sự nhiệt tình của những y bác sĩ tại bệnh viện và cùng với sự may mắn thì Tuấn Dũng đã được tài trợ mổ tim qua chương trình Trái tim cho em và có cơ hội để kéo lại sự sống của mình trước ngưỡng cửa tử thần. Bé đã tìm thấy ánh sáng về một tương lai mới với trái tim lành lặn. Chúc cho bé mau hồi phục để trở về với tổ ấm yêu thương, được trở về với tuổi thơ không có những đau đớn mà chỉ có niềm vui ngập tràn. Vâng, thưa quý vị, câu chuyện của bé Nguyễn Tuấn Dũng thì sẽ là một minh chứng vô cùng rõ ràng cho việc rằng các em nhỏ bị mắc bệnh tim bẩm sinh và kém may mắn như bé Dũng vẫn có thể được cứu chữa nếu như nhận được sự quan tâm từ cộng đồng và các nhà hảo tâm. Và Tú Anh mong rằng không chỉ có bé Dũng mà còn rất nhiều các em nhỏ nữa sẽ nhận được sự may mắn này để các em có thể có một cuộc sống mới tốt hơn.
Vậy là món quà của cuộc sống đã bất ngờ đến với Tuấn Dũng và gia đình cháu. Nhưng hiện nay vẫn còn đó rất nhiều em nhỏ với hoàn cảnh khó khăn mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh. Chúng tôi, những người thực hiện chương trình này rất mong chờ sự đóng góp và đồng hành của quý vị, những nhà hảo tâm cả trong và ngoài nước để những trái tim lỗi nhịp sẽ mau được hàn gắn. Mọi đóng góp mong quý vị hãy gửi về cho chuyên mục Trái tim cho em, Quỹ Tấm Lòng Việt, Đài Truyền hình Việt Nam, 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.